Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình có chuyến hàng giao tại Xuân Thái, Như Thanh, Thanh Hóa. Thì chủ nhà ở đây đã tìm hiểu qua online, qua mạng và đã tin tưởng sử dụng dòng sơn Kishona của bên mình. Và hôm nay mình đến giao sơn cho chủ nhà. Thì ngôi nhà có 3 phòng, tổng diện tích cũng khoảng 100m2. Đóng trần rất chí là đẹp luôn. Vào trong nhà rất chi là mát. Chủ nhà có hỏi là từng ngày sơn đủ chưa anh? Sơn thì đang còn ở trên xe, lát mình sẽ đem sơn vào. Chủ nhà có hỏi là sơn từng này đủ chưa anh, thì mình đảm bảo với chủ nhà là thiếu thì mình sẽ đưa thêm, và thừa thì mình sẽ đưa về và hoàn tiền lại cho chủ nhà. Chào bác. Dạ. Cái đóng trần đẹp bác ơi. Trần nhà đẹp hay. Trần thì thích là chính. Dạ. Cảm ơn chủ nhà đã tin tưởng sử dụng dòng sơn Kishona bên chúng mình. Và mình xin kết thúc video tại đây để cho hàng vào đó.